Tại sao cứ hở ra là em nói về công việc vậy? Bộ đi với anh em không còn chuyện gì khác để nói hả? Thưa cậu, đây là việc hệ trọng. Nếu suốt ngày mà phải cực khổ như vậy thì lắm tiền nhiều của để làm cái gì? Đúng là nhà cậu, đất đai ruộng vườn vượt xa tầm mắt, của cải nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu ở không mà ăn thì tiền núi cũng phải lỡ. Trời đánh tránh bữa ăn, sao mà em cứ mang những chuyện nặng nề vô bữa cơm chứ vậy? Bởi vì thưa cậu, gia sản này đúng là của cậu, nhưng mà nó ảnh hưởng tới hàng trăm tá điền đang ngày đêm làm lụng vất vả cho gia đình cậu. Anh đâu có trách nhiệm phải lo cho cuộc đời của mỗi con người họ. Người này làm không được thì anh mướn người khác. Vậy có nghĩa là ai đến xin cậu cũng cho thuê ruộng, kể cả những người lười nhác không chịu làm việc? Thì cuộc sống này đâu chỉ có làm mới vui được. Suốt ngày châu đầu vào công việc thì còn gì là sống nữa hả em? Em không có quyền quyết định thay cho cậu, nhưng mà em thật sự rất tiếc cho những người đi trước đã để lại gia sản cho cậu. Vậy em đồng ý lấy tôi đi. Hân à, anh yêu em. Sao cậu lại nói những lời yêu thương một cách vội vã như vậy được? Nhất là vào lúc này, em tưởng như vì cần một người làm việc thay cho mình cho nên cậu mới nói như vậy. Có lần em đã nói rõ, chỉ cần cậu trả lương. Tôi yêu em từ lâu lắm rồi. Cái ngày mà tôi buộc phải rời xa, rời xa nơi này, không khi nào tôi quên những lời em đã nói với tôi bên bờ sông. Thưa cậu, lúc đó em đã nói không có gì thay đổi đối với người ở lại, chính là muốn khẳng định với cậu rằng em chỉ là người ở trong gia đình của cậu mà thôi. Kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ phải tự quyết định những việc lớn nhỏ trong gia đình. Hơn nữa, xin cậu hãy nghĩ cho em, em không muốn mang tiếng chuyên quyền. Xin phép cậu.